Nếu được trao giải cho một con tướng có phong độ ổn định nhất mùa 9, mình sẽ trao nó cho hoàng đế sa mạc Surima Azir. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Sau 7-9 lần update, buộc con này nớp con kia của Riot làm anh em chơi cờ phải đổi meta liên tục, thì Azir vẫn là con tướng ổn áp nhất để lựa chọn nếu mà bạn không muốn đi theo số đông. Nó liên tục được tăng sức mạnh ở phiên bản 13.19B, 13.20 và 13.20B. Ngoài Azir quân sư quen thuộc thì ở bản vá 13.20B này, chúng ta còn có thể xây dựng Azir cùng Surima và Demacia để có một đội cực kỳ mạnh với nhiều con tướng cánh tiếp tốt, chấp các spammer luôn. Ok, vào game để mình trình bày với các bạn Azir Demacia chơi như thế nào nhất, trận đấu sẽ diễn ra như thế nào nếu như mà cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta là trại Stillwater, một cái cổng mà rất ít khi được lựa chọn luôn. Legend tốt nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là Pro như các bạn. Rao quái đầu tiên nó rơi ra cho mình một con Echo, và đồ khởi đầu sau ba rao quái của mình là một gậy, một nước mắt và một kháng phép. Nice. Orianna được mua về từ cửa hàng nhưng mà tiếc là không có con pin nào ở đây cả. Mình ngắp 4 để rao sau có tỷ lệ ra 3 Piltover, cho vào sân 2 đấu sĩ 2 phù thủy và lắp cái nỏ xét cho Swain. Sẽ không có nâng cấp nào xuất hiện thành phố này cả vì đây là trại Stillwater. Mở kho trang bị được nhận từ thành phố thì mình lấy về cái nanh Nation lắp nó luôn cho Orianna. Chiến thắng dễ dàng ngay từ vòng 2.1 khi mà nhà đối đầu với mình chỉ mới cấp 3. Mua thêm một con Ori trong cửa hàng để có gì rao sau nó ra vi thì mình đổi vào sân. Lúc đây hay đấy. Đúng ý như rằng Vi xuất hiện ở vòng 2.2, mình cho 3 Pinto vào sân thêm Swain. Vì mình check rất là kỹ, các nhà đều thấy họ khá là mạnh, xếp tách team ra một xíu và để Orianna chết trước, đép nhiều nhất có thể. Round này mình chưa thể tính tới được là cái nhà mình gặp có Swain, có phù thủy, có pháp sư đa chú, có giáp lửa, có quyền trượng, nhưng mà lại thua nhà mình một chết duy nhất, là mình không tích được số, má ơi. Round sau đấy mình gặp nhà Demacia, cứ ngỡ là đép được thì lại thua nguyên sàn, đúng đời luôn. Số máu còn lại là 92 và mới khởi đầu với TX 2 số. Đi chợ mình lấy về một mảnh giáp trên người Sona để tí nữa lắp đồ tách. Được. Tiếp tục chất bài để xem là có ông nào đòn mình không. Thấy có nhà đấu sĩ 4 con 1 sao cũng đang đánh Lucic nên là khá sợ. Mình chưa xếp bài lại được mà vẫn giữ nguyên như cũ. Nhà mình gặp ở round này với 5 chết có vô pháp. Team mình gần như là không có đam, lại gặp vô pháp nữa thì xác định phải thua nguyên nhà. Tích 30 tiền ở round này, check lại một lượt thì đúng là cái ông kia định đòn mình. Bán được con cầm đồ đi rồi, may là không gặp. Nhà mình gặp ở round này thì level 5 với con quái vật hư không chó gát full đồ tanh. Đã thế team lại còn toán 2 sao. Mình tiếp tục thua full house và còn lại 74 máu. Oh no. Đã ăn đấm đau thì chớ, đập mấy cục đá lại chỉ trả duy nhất cho mình một cái mảnh găng. Còn lại thì mình không được thêm một đồng nào. Thằng chó, mày lừa bố mày. Xếp lại team được rồi vì gần như là các nhà đã ổn định bài đếp. Mình để thua nhà form bài trinh phạt 4 chết ở round này. Mở kho đồ hoàn chỉnh rơi ra ở vòng 3.2, mình lấy về luôn một em giáp gai để tí nữa cho nát sức tanh là hết bài. Tiếp tục tăng số khủng long sau cái trận thua full house trước cái nhà hư không. Lên level 6 thêm một chết vào sân để có đép xương xương, chứ tầm này yếu lắm rồi. Bài toàn một sao mà cũng chả mát gì với nhau cả. Xong rồi vẫn tiếp tục thua full house. Tậu luôn một em nát sức ở chợ cầm đai máu để tí nữa còn có hy vọng lên 2 mà bách. Hợp lý. Vẫn phải lì đòn vì mới tích được có 16 số. Mình tiếp tục để thua đau và còn lại 25 máu. Lên 7 với 40 tiền thường ngay ở vòng 3.6 là điều bất đắc dĩ. Mình đổi lại đồ tay cho Nasus. Ron tìm được Azir cho vào sân cầm nhanh cùng với cả 3 Pintover. Sona cũng lên 2 nên là mình giữ lại để búp tí tốc đánh cho Azir. Vẫn chưa đủ tanh và đam nên là mình lại thua tiếp một nhà Demacia khi mà bài của họ chỉ full 1 sao và còn lại 13 máu. Chuyện gì khó đi cứ để nắng lo. Các bạn xem từ đây cứ nghĩ là mình sẽ out top đúng không? Nhưng mà không nha. 30 chưa phải là Tết, 13 máu vẫn còn nhiều. Ra gì đấy? Đánh 5 con sói mình nhặt về một găng, một nước mắt, một giáp cùng với cả một ít tiền. 34 tiền có được sau khi tích lại, mình roll bắt được Azir 2, ra van cho cầm băng giáp cùng V2 và Echo 2. Chưa roll vội mà check lại các nhà mình sẽ gặp ở round này. Họ không update thêm nên là mình cảm giác bài vừa đủ mạnh để có thể nổ, không roll nữa. Đúng như mình dự đoán thì mình đã nổ được với 25 số Pitover. Nhà mình gặp đang hướng bài thách đấu có Sen 2 cầm hai đồ tanh khá là cứng cáp. Tuy nhiên đam của họ là không có. Nasus nhà mình chết hơi sớm, nhưng mà chừng đấy là đủ thời gian để Azir chọc chết Sen team bạn, sau đấy đánh thẳng ra sau rồi. Một giáp chết cộng khá tiền là quà mà mình nhận được sau khi nổ hũ. Vậy là ổn để mình tiếp tục eco lại. Mở hòm đồ vào 4.2 ra thì mình thấy có mỗi cái cuồng đao là ok, nên mình book luôn em nó cho Azir cầm. Thay lại form bài 4 Surima, 4 quân sư như đã chuẩn bị trước ở ngoài. Nhà mình gặp ở vòng này cũng đã roll cạn mẩy. Bài phù thủy nhưng mà không có carry 2 sao. Chiến thắng thứ hai được thêm vào giỏ hàng cùng với 50 vàng lợi tức. Up level 8 luôn cho Queen vào sân kích Demacia và lấy thêm giáp máu cho Javan tanh cùng Nasus. Warwick cũng được thay vào chỗ của V2 kích dũng sĩ. Tiếp tục cộng một chiến thắng khi mà đối đầu với cái nhà trinh phạt đã đủ form bài nhưng mà chưa có 2 sao vì họ đang eco lên 8. Tầm form bài như này mở meta trước thì chắc là team mình cũng bay máu trong phút mất rồi đúng không các bạn?
Nhặt luôn em Mari cầm gậy ở chợ để lắp nốt cái clip phép cho hoàng đế sa mạc thôi. Tích được 20 vàng rồi mình xáo rau này, mình chỉ lên được Talia 2 cùng với đôi Javan chứ chưa update được gì nhiều. Thắp lên ngọn lửa cho lắng với chiến thắng không quá khó chứ cái nhà Rerun hư không. Queen 2 cũng đã update ngay sau đấy. Nice. Nhà mình đối đầu vòng này là một người anh em chơi Asia kẹp siêu cô quân sư có Hammer 3 nâng cấp. Tank của hai bên đều 1 sao, bên họ thì có 2 carry nhưng mà bên mình có sức mạnh tình bạn càng đông càng vui. Áp đảo về lượng chết cộng với hai cú nhảy liên tiếp rất đẹp từ Javan đã giữ lại được chiến thắng. Tao đó nữa. Kháng phép, gậy và một mảnh trang bị thành phần là những món đồ cuối cùng ở round chim mà mình nhận được. Rôn tiếp với 20 vàng mình bắt được Achok thay vào chỗ Warwick, bốc đồ dành cho quỷ kiếm Ducky luôn. Javan sẽ thêm một đồ tank cuối cùng là thú tượng. Nasus 2 được rôn ra nhưng mà hết giờ chưa kịp ra sân. May mắn là mình chỉ gặp bóng ở round này nên là không vấn đề gì lắm. Ronot Javan 2 nhưng mà chưa có, Sway lên 2 trước. 5.2 mình đối đầu với cái nhà phù thủy lúc nãy, họ thì vẫn level 7 với siêu cô 1, còn mình thì đã ở một cương vị khác. Chiến thắng là điều hiển nhiên, đồng thời tiễn ông này đi với cái top 7, nâng chuỗi thắng lên con số 7. Vừa hay round này cũng là 5.2, cộng lại cũng bằng 7, quá nhiều số 7 trong một round đấu. Nafiri cũng tự lên 2 sau đấy, còn Javan đâu thì vẫn chưa thấy. Thôi kệ vì ít nhất nó cũng có giáp máu nên là không sợ chết sốc. Chiến thắng thứ 8 vì đã áp đảo hoàn toàn đối thủ Nila băng nước lên đấy. Sao mà đó được? Định lấy Sojin ở chợ nhưng mà bị thương mất. Mình lấy thêm về cái bàn tay cho Sona ra skill sớm hơn một tí. Javan cuối cùng cũng được nâng cấp lên 2 sao. Ba đồ tay giúp cho vị tướng này nhảy liên tục 2 cái gây khống chế vô cùng khó chịu. Sona thì bốc tốc độ đánh cho Azir. Nasus cũng hỗ trợ cho việc tanh để hoàng đế sa mạc càn quét đám chinh phạt này. Chiến thắng thứ 9. Giờ thì không rôn gì nữa rồi để tiến lên 9. Chuỗi thắng 10 sẽ có nếu như mà vòng 5.6 mình giành chiến thắng trước cái nhà người anh em song sinh Azir nhưng mà ở một vũ trụ khác. Nguồn đam của họ khá là nhiều từ Azir, Silco hay Mơ Phụ nhưng mà xếp bài chưa tối ưu. Javan team mình nhảy liên tục vào mồm carry team bạn. Mình xếp Azir ngược bên với họ là hoàn toàn hợp lý để tránh bị focus vào. Đấy thấy chưa, mình vẫn thắng. Top 4 đã có chủ sau khi kết thúc vòng 5 chấm. Làm thì con rồng ngàn tuổi đem về thêm một cái áo choàng bóng tối cho Talia. Tí nó câu kéo thời gian là đẹp. Giữ lại cho mình cái top 2 bằng việc chiến thắng cái nhà Nila băng nước ở vòng 6.1. Combat không có gì đáng nói khi mà Javan của mình gần như là làm hết. Hoàng đế sa mạc chỉ việc đứng sau triệu hồi lính cát cho từng con một. Nhà còn lại cũng để thua nhà Azir và Goodbye rồi. Up luôn level 9 chỉ thêm một quân sư vào sân vì mình chưa có tiền muốn nâng cấp. Họ thì đã nâng cấp được Javan 2 với chiếc bổ xanh trên người để nhảy sớm. Javan team mình cũng không kém cạnh, nhảy ngay sau khi Javan team bạn tiếp đất. Pha đổi Azir ở giây cuối đã giúp cho mình không bị focus làm choáng để hoàng đế sa mạc có thể tự do chơi game. Hammer team bạn biết chơi khi mà ném choáng vào thẳng Azir team mình. Hai vị thần khuyển ra skill cùng lúc và chống chịu như nhau. Sự hỗ trợ của Achok đã giúp cho Nasus team mình chết sau. Cùng lúc đấy thì Azir team mình di chuyển lên để kết liễu Silco. Sau đấy là Azir team bạn. Mình giành được chiến thắng thứ 11. Ủa gì vậy? Sẽ không có gì bất ngờ khi mà vòng sau đấy mình cho Hammer vào sân với một nâng cấp sửa chữa và một bọc để giảm heal team bạn. Javan team bạn lần này úp lồng đẹp hơn round trước nhưng mà cũng chỉ được một lần. Còn Javan team mình thì khác, úp lồng 2 lần đủ thời gian để Azir tích số và càn quét phía bên phải. Sau đấy là phía bên trái vừa giành lấy cái top 1 mãn nhãn cho mình. 13 máu chơi game là có thật nhất các bạn. Tổng kết, Azir đã được tăng sức mạnh liên tục trong 3 phiên bản, cộng với việc các đội hình dồn đam cân bằng hơn đã giúp ổn định vị trí của hoàng đế trong meta này. Vẫn là một vị tướng có thể flex nhiều phong bài khác nhau như là Azir quân sư Silco, Azir 2222, Azir Demacia Fiora, Azir Build Water Nila, Azir Noxus Mordekaiser để các bạn có thể dễ dàng xoay chuyển. Chúc các bạn leo rank vui vẻ và đừng quên là like, share, ủng hộ lắng nhé. Follow để tiếp tục xem những giao án vừa hay vừa vui. Bye bye!